thưa quý vị ngày 29 tháng 12 thì tổng thống mỹ ông joe biden đã ký dự dự luật chi tiêu liên bang trị giá là 1.700 tỷ đô la mỹ bao gồm nhiều ưu tiên và giúp chính sách chính thức tránh việc chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần và ngay sau đó thì ông cũng đã gọi năm 2022 là năm lịch sử đối với nước mỹ đồng thời chia sẻ cảm giác háo hức mong chờ nhiều điều mới mẻ trong năm tiếp theo Sau khi ký dự luật, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter rằng luật mới sẽ đầu tư vào nghiên cứu y tế, an toàn, chăm sóc sức khỏe của chiến binh, khắc phục thảm họa và tài trợ. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu của chính phủ Mỹ vào ngày 23 tháng 12, một ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua với đa số phiếu ủng hộ, gồm 68 phiếu thuận và 29 phiếu chống. Ông Biden nói rằng thông qua dự luật này là bằng chứng cho thấy đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa có thể làm việc cùng nhau. Tổng thống Biden đã ký dự luật nói trên trong lúc đi nghỉ dưỡng tại đảo San Khoa ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nhà Trắng cho biết dự luật đã được chuyển đến cho ông Biden để ký ban hành.